Rồi ok. Thì giờ mở bên lên thì định cắt hình ra cho con nè ha. Thì chỉ con bắt đầu từ đầu là cho nó dễ hiểu nè. Tụi con cái mục đích của mình là dựng chiếc máy bay nha. Thì con lên mạng đánh hệ từ này nè. Imagine đúng không? Airplane là chiếc máy bay đúng không? Đó, thì con vô tìm hình ở đây mình học phương pháp thôi tụi con. Chứ không bắt tụi con phải làm đúng chiếc này ha. Đúng không? Đây có chiếc này sờ đỡ thôi, con coi có hình khác thì con lấy. Thì imagine nghĩa là sao? Nghĩa là nó tham chiếu con ha. Những cái mặt khác nhau là trên trên nhìn xuống nè, bên trái nhìn qua là đúng không? Đây chắc là nhìn mặt rên nè. Đó thì nó giúp cho mình vẽ nó dễ thôi nha. Thật ra chắc mình cần hai mặt này được rồi. Thì đây mới sale lại ha, thì bỏ vô trong bên này thì cắt đúng không? Máy chưa cài ô sớm. Đúng không? Ta lấy bên này cắt đỡ thì này cắt như sau con ha. Bây giờ mình sale app cái đi. PNG đặt tên là trong lab này, đặt tên là nếu mà cắt mặt này nó là mặt mặt lép đi ha, rồi gọi là mặt lép đi tụi con. Rồi bây giờ mấy đứa nhìn thầy lấy công cụ chọn, nó lấy Photoshop xử lý vậy tùy á, thầy không có Photoshop nó cắt đỡ này thôi, nó không cắt gì nó lấy được cái bánh như đứa nè đúng không, cắt tới đây ha, rồi crop cái thì nó cắt thôi. Cái này học bên ghê cho con để được mặt lép nha tụi con. Thì tương tự thầy sẽ đi open đúng không, open vào file, open cái bài máy bay lên. Giờ thầy sẽ sale lại đúng không con, sale lại một cái nữa là đặt mặt top nha đúng không, lép rồi một cái top là đủ rồi ha. Kỹ nữa thì mình có những mặt khác, nói chung là nhiều mặt cùng lúc thì nó tốt cho mình đúng không. Hay zoom cho nhỏ lên xíu, lâu lâu xài ben chút để quên. Rồi mình cắt từ góc mép sát vào đây đúng không? Như đây. Rồi đủ rồi nha. Nếu mà lấy được mặt này đầy đủ hơn nữa. Rồi vậy thì mình rớt luôn các bạn đúng không? Cái này như thì bỏ thôi, có thể là dùng gom tẩy gì vậy. Gom cái cục nhỏ quá cho nó thứ bự đâu. Sai chỗ nào đó. Sai nè. Thì tới đây nó hết rồi. Bèo ra sai bèo ta. Ok nó để đi ha. Rồi giờ mình sẽ đặt này mặt tốt cho tụi con, vậy làm được hai mặt nha. Cái này dư thừa ha. Rồi. Bây giờ mình vào 3D là mình đưa hai cái đó nó ra đúng không? Thì mặt lên nè tụi con. Mình có hai cái file đó, giờ mình coi lại nè đúng không, cái gì trong cái này mình có mặt tốt mà rồi có mặt lép đúng không, thì mình coi cái thước nào mình thấy mặt lép đó. Mặt lép nó là 1605439 thì mình vẽ một tấm len đúng không, 1605439 cho nó là về một thôi đó. Đây là cm 1605 thì mình gõ 160.5 cho nó giảm xuống với nhiêu nữa ta, thì 36 nó quên rồi, 1605439 đúng không con, 439 thì ở đây mình sẽ nhập cái này là 43.9 1605 thì nó giúp nhập 439 43.9 tại sao nó dài vậy, 1605 cái đứa coi lại nè, chiều ngang nó là 1605 giờ gõ 160.5 đúng rồi ta, 439 đúng rồi, mình giảm xuống 10% đó thôi ta, hãy mình gõ hết luôn cũng được, 1605 đúng không, không tính toán gì cả, 439 thì nó chơi một cái miếng bự gì đó đúng không, như giờ mình sẽ xoay ngang đúng không, vậy ngược lại mình dùng mình xoay luôn cũng được, rồi 439 1605 ok được không, đó là cái miếng cái máy bay mình nó như vậy đó ha đúng không. Rồi em mở bản chất liệu app đi luôn, thì tại đây và ha mình sẽ đi lấy bitmap
lấy desktop đúng không, ở cái thư mục là lab nè, nãy là thầy cắt bỏ này nè, chút chắc là up lên cho bạn luôn ha, mặt lab đúng không, rồi bạn còn lấy hình tự cắt cũng được, mấy là tôi đưa lên cũng được, tại tôi muốn bạn tự làm để mình biết đó mà, biết cái cách hơi cực nhưng mà nó tốt đúng không. Thì sẵn đây mình lấy chất liệu lấy luôn cái nữa đi à, tại đây lấy luôn cái này lấy bitmap, chúng mình khỏi mở lên mình xuống đúng không bạn, một cái lép như cái tốt đó, mình dùng hai cái này làm nha. Thật ra mình cũng đòi hỏi đơn giản thôi ha, thì cái này khoan áp trước cái này thôi nha. Rồi bạn coi là nhớ chọn hai mặt này cho nó dễ thấy, cái này cũng vậy, nhớ chọn hai mặt nó nhìn qua nhìn lại thì thấy hết. Thì đây là bạn thấy không thấy chiếc máy bay đâu mà không thấy thì sao mà vẽ, cho nên là tại đây nè chọn cái setting đi à, nó sẽ thấy được. Thì theo tôi bạn nên để cho nên nè, bạn cho nó về zero hết đi, đích phải dùng cụ di chuyển các bạn, cho về zero hết nha, cảnh nó nằm ngay giữa đúng không, sau đó con nắm dưới con kéo lên nó nằm khoảng này là ok. Đây làm bộ được một cái thôi, bây giờ cái còn lại bạn chịu khó là coi cái thước tiếp, thì nó là đây nè 1547 1428 1547 1428. Ok, tôi sẽ vẽ một tấm len tại mặt tốt. Đó, có hướng là 1547. Nhiều nữa quên rồi. Đúng không? 1428, đúng không? Rồi tiếp tục bạn 1428, ok. Ê, tại sao không con? Hết hồn con, không bị gì ha. Rồi tôi sẽ phóng to cái này lên và sẽ quay cái hình này lại cho nó phù hợp ha. Thì tôi sẽ dùng công cụ xoay nè, tôi xoay đây, bật cái công cụ bắt góc lên nè ha, mình xoay ví dụ mình nói là chụp đúng không, vậy là mình chọn cái này là không độ nè, cái này là 90 đúng không bạn, ok đó mặt tốt bạn ha, nhớ em mở bản chất liệu lên mình gắn thôi, nãy mình chuẩn bị rồi đúng không, sâu lên, nhưng mà cái chất liệu này hiện nay đang nằm nghiêng đó bạn, nhờ làm những bài này bạn mới biết cái kỹ thuật này, thì kệ okay, cố gắng cực chút ha. Thì tùy theo cái quá trình học mình sẽ điều chỉnh, nếu mà thấy nó nhiều quá đúng không, mình sẽ điều chỉnh bớt lại nha. Thì tùy bạn yên tâm ha, mình cứ là tôi dạy đâu bạn làm tới đó là ok nha. À, những cái clip này trên mạng cũng có ha, vẽ máy bay thì chắc trên thế giới người ta vẽ rất nhiều, bạn không phải lo lắng gì, bạn cứ sợ bạn thấy cái clip nào hay coi, chứ không nhất thiết phải coi cái clip của tôi đúng nè. Rồi thứ vô chất liệu sửa xíu, ví dụ đây nè bạn thấy bay quay ngang, trong khi mình mong muốn là cái đầu nằm đây thì mình cho u 90 độ, nó sẽ quay ngang và nó bị hư luôn đúng không bạn, để đây không mình cho đúc liêu nè 90 đó, thì bạn thấy nếu mình kéo cái máy bay này ra đây nè, hôm nay nó đúng đúng không đó, nhìn mặt này thấy đúng đúng chưa đó. Thì quy tắc mà dựng hình đó là người ta dựng vậy đó, đúng không? Người ta có những cái hình để người ta tham chiếu ha, thì bắt đầu làm thôi đúng không. Rồi thì cái bài này tôi cần hai mặt thôi, có thể là mình không chi tiết quá, mình chỉ cần ra cái dáng dấp của máy bay là được rồi ha, yêu cầu đơn giản thôi. Thì để làm được cái chuyện này đầu tiên theo tôi là cái máy bay này nó là một cái hình tròn đúng không bạn, nó gần như là tròn đúng không, cho nên là mình nên dùng bắt đầu từ một cái spare là cylinder đây. Tôi dự định dùng spare, tại cái spare cái đầu nó mới vậy, cái cylinder là nó bằng đầu, mình nắn cái đầu là không là cũng mệt đúng không, cho nên dùng cái spare mà làm đi. Rồi tôi dùng cái spare nha bạn, thì tại mặt trong trường hợp này thì mặt tốt bạn cũng phải dùng setting để mình thấy được cái hình dáng của nó đúng không. Thì giờ tại mặt tốt đi, tôi vẽ một cái spare ra đó. Nhưng mình phải coi cái lưới đó, tôi bật airplay lên mặt coi cái lưới đúng không, thì mặt tốt cứ để đó, mặt này là cũng vậy, mình chọn setting nha, à, mặt này không có cái chất liệu gì hết cho nên là sao cũng được đúng không.
Rồi bạn nhìn nè, ở đây tôi có cái spare này, nhưng mà cái spare này á, ôi sao cái này nó bị đen rồi ta, đây sao đen rồi. Cái mặt này là cái vấn đề đúng không? Ồ vậy hả? Sao vậy? Sao xéo với ta nước phải đây? Đúng rồi, có 6 độ đâu như đây không? Là chỉnh này tôi lùi đúng rồi, chính xác, ok. Rồi tiếp tục các bạn ơi, mình sẽ đi giải quyết spare này, để spare này đi ha. Mình muốn thấy được cái cạnh đó thì bạn nên bật F2 lên, đúng không? Để mình điều phối cái lưới đó. Thì bạn muốn vẽ cái máy bay vậy thì theo tôi, nếu mà cái đường lưới vậy nó hơi phí, đúng không? Hơi phí thì nó 32 ra, tôi nghĩ là không coi chừng 12 thôi. 12 ít hơn 16 đi. Rồi vậy đi á, 16 được rồi. Đó. Nó nhiều quá nó phí ha. Mình bật cái công cụ xoay lên, mình sẽ xoay nó ngay đầu máy bay này. Lúc này tôi lít phải vô công cụ xoay coi kỹ là thì thấy là nó xoay cho trục này là đúng mà ha. Còn nhiều khi nó bị 6 độ giống nãy là méo rồi là. À, tôi để này, cái lưới nó quan trọng, cái lưới còn phải về hướng này đúng không? Để bắt đầu từ đây đi ha. Thì trong 3D Max nó có một cái phím tắt là Ctrl X, là bạn sẽ giấu hết những công cụ của bạn ha. Nhớ bạn ha, Ctrl X giấu, nếu bạn muốn cái vùng nhìn này bự ra thì bạn làm vậy. Và nó có một cái phím tắt là Alt X, nó sẽ dầm trong suốt cái này nha, bạn thấy chưa? Ở trong 3D Max thì nó có mấy cái này, bạn để ý mấy phím tắt này, coi yes. Không được. Thì đây bạn, nếu mà bạn không nhớ phím tắt thì bạn nhìn đây nè, bạn vô ROT thì bạn sẽ hiểu được là tôi nói tại sao không được. Ở đây nó trong đây bạn cho ROT giùm tôi nha. Thì đây nó có một cái gọi là chức năng C2, là nhìn xuyên qua. Đó, nó chứ không phải là Obesity cho nên là bạn không thể nhìn thấy được. C2 nó cho nhìn xuyên qua thôi, còn nó không có cho xuyên nhiều, xuyên hết gì hết trơn, đúng không nào. Đó, thì đó là phím tắt thì nó ít, bạn để ý giùm ha. Rồi. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai ở đây là mình sẽ scale làm gì làm cho nó ngay lại. Trong trường hợp này mình cần chỉ có và tôi bỏ bớt khúc nha bạn, thì để làm được chuyện đó tôi cần vợt nó sang poly, được không? Cần vợt nó sang poly đúng không? Sau đó tôi sẽ đi chọn cấp độ là poly và tôi bỏ bớt cái thành phần này ha, delete đi ha. Ở đây tôi dùng vortex đi chỉnh lại xíu mà ha. À, chúng ta sẽ nhấn Ctrl X để tắt toàn bộ để cho chúng ta có cái vùng làm việc rộng ha. Tôi chọn hết này nè ha. Thì bạn lưu ý là ở đây chúng ta nếu dùng vụ scale á ha, chúng ta kéo hai cái đầu lên thì nó sẽ bự lên này đó, thì bạn nên nắn nó đó, thì dù sao nó cũng đỡ hơn là dùng cái bóc rồi nó tròn bằng đẹp bằng. Thì bạn nhớ chỗ này nó có cái ngấn là đúng không, mình cho cái ngấn là vô đây một cái, kéo vào đây một cái cho nó ngon rồi. Đấy, cái này bạn chỉ có kéo vô đây một xíu đó. Thì nó đẹp hay không đẹp là do cái khả năng nắng nót của bạn đây, cũng vô. Ở đây tôi scale thêm một xíu nữa chỗ này bạn, cho nó đẹp đúng không. Mu này có phím tắt là W bằng ha, scan là phím tắt là R ha. Thì bạn lưu ý là như khi bạn cần phím tắt thì bạn dùng. Ở đây mu như đây xíu. Đó thì bạn uống nắng cho nó đẹp xíu chứ đừng để nó gãy khúc rồi lum la đó mà. Tuy nhiên cái máy bay mình nó có cái ngấn này, tôi ép cái này vô đây xíu ha. Để tạo cái độ là lõm này xíu xíu nha. Cố ý đúng không? Rồi vậy thôi. Tôi quay lại cấp độ cạnh bạn là S nè, đúng chưa? Nhấn Alt W để trở về bốn vùng nhìn thì bạn thấy là hồi nãy giờ các bạn làm quá trời được có chút xíu cái đầu rồi, đúng không? Rồi mình đi tiếp thôi. Bây giờ tôi quay lại đây để chủ yếu là để tôi chọn cái cạnh, mời bạn coi. Trước khi làm tiếp thì chúng ta quay ra ngoài để chúng ta chọn nó và nhấn Alt X để làm chi? Để cho nó không có siêu chu ha. Để không nhìn xuyên qua tiếp.
Giờ tôi chọn cạnh các bạn ơi, chọn cạnh là tôi chọn cạnh này. Cạnh rìa. Nha. Ở đây nó có một cái chức năng gọi là rin đúng không? À lúp đúng không? Thì bạn chọn lúp cho tôi thì nó sẽ chọn hết như thế này. Chứ còn nếu không là mình ngồi mình chọn nếu mình cho chọn thêm thì nó hơi vất vả đúng không? Rồi ha, thì được cái đó rồi, bây giờ mình trở lại với cái mặt này mình đi tiếp mà. Mời bạn coi ha. Thầy mặt lên tôi giữ ship bạn nha. Tôi giữ ship nha, tôi kéo cái đầu nó vô đây nha, tôi dùng cụ scale ép này ra ngoài đây. Bạn thấy tôi được như vậy đúng không? Cũng như vậy tiếp tục tôi giữ ship, tôi kéo về đây. Tôi dùng cụ scale tôi ép hai đầu nó ra như thế này. Đúng không? Bây giờ tôi nhấn Alt X để mà tôi cho nó trong suốt, tôi nhìn xuyên qua. Tương tự tôi chọn cái độ vừa test chỉnh lại theo ý đồ của mình, không thấy nó được như thế này nè. À, chiếc máy bay nãy giờ vẽ sặc máu được gì đó đúng không? Thì quay lại cái độ cạnh thì 3D Max nó hay cái mà quay lại thì bạn đừng bỏ chọn hay nó chọn sẵn cho bạn luôn đúng không? Thì tôi giữ bước xíu tôi kéo về đây, nhưng mà lúc này tôi sẽ di chuyển nó lên một đoạn tới đây và tôi dùng công cụ scale tôi kéo nó về phía này đúng không? Nhưng mà thấy nó không phù hợp, phải lùi lại các bạn, lùi lại ra chỗ này nè, đúng nè. Lúc này bạn dùng cấp độ vừa test đi, bạn chỉnh nút chứ con không còn keo được nữa, bạn kéo này xuống đúng không? Chứ không thể mình keo tới keo lui hoài, không là kéo này đây. Thì theo tôi cái lưới giữa này mình nên cho nó đi thẳng. Đó, cái này mình cho nó xuống xíu. Đó, nó có cái gọi là phân bố cái lưới. À, phân bố cái lưới cho nó hợp lý, bạn để ý mấy cái đó quan trọng lắm nha. Rồi. Tôi chọn cái lưới tiếp theo và tôi nhấn shift, tôi copy một đoạn tới đây nữa, đúng không? Thì chỉ có làm những bài này thì bạn mới biết những kỹ thuật đó thôi, rất là đơn giản, nhưng mà làm không biết thì không biết đường đâu làm. Đấy. Sau này bạn học Maya thì nó làm nhanh hơn nữa ha. Nó làm nhanh, nó có phím tắt, còn cái này không có phím tắt nào mà nó hiểu á, đúng không? Rồi bây giờ là tôi thấy tới đây là cũng tôi nói nhẹ người rồi ha. Tôi nhấn shift, tôi ép anh này tới đây một cái luôn, đúng chưa? Nhấn shift ép anh này tới đây một cái rồi tôi quay lại chỉnh sao, bây giờ chỉnh nè. Đây là tốc độ nút của bạn, tôi chỉnh cái bụng của máy bay xuống đây xíu. À đúng không à. Tôi chỉnh cái bụng của máy bay xuống đây xíu. À thấy không? Nhờ cái hình này thì bạn nắng dễ, còn nếu không mình có khả năng dựng hình cao á thì bạn tự nắng mà không cần cái hình này thì đó là tuyệt vời rồi ha. Đúng không? Nhưng là những dân điêu khắc người ta không cần cái hình này đâu, có thể người ta tự lấy cái khối này người ta nắng. Đúng không? Còn mình nếu mà không có hình này mình làm chút máy bay về nhằn mỏi ốm nhách vậy. Đúng không? Nó nhìn nó không có ra. Thì cho nên người ta cần một cái bản vẽ trước đúng không bạn, để làm theo. Đó thì các bạn sử dụng phần mềm làm cho nó. Cho nên người ta gọi các bạn là đồ họa là vậy đó. Đúng không? Người ta gọi bạn ngành đồ họa là gì? Bạn đang làm đó, đồ họa đó, đúng không? Đúng nghĩa luôn á. Thì có câu hỏi hoài là tại sao gọi là ngày đồ họa, đồ đồ là cái gì? Đúng không? Đó là bạn đang vẽ lại đó, bạn đang vẽ lại đúng không? Nó có một sự chuẩn bị trước. Đây là tôi kéo đây, cái tôi dừng lại bạn ha, tôi nhấn số 1. Nhấn số 1 chứ không phải F1 nha, nhấn 1 rồi quay về cấp độ nút các bạn ha. Tôi thỉnh thoảng đưa những kỹ thuật, những kiến tắc cơ bản vô cho các bạn để các bạn biết cách bạn làm. Sau đó có thể mình quay qua cạnh mà gọi số 2 đó, thỉnh thoảng tôi đưa cái biến tắc vô. Nhưng phải lúc nào cũng sẽ biến tắc được nha. Tôi nhấn shift tôi kéo về đây, đúng nè. Tôi muốn nhấn số 1 quay lại đây là chọn cái độ nút, tôi kéo hai cái nút này trên xíu. Đúng rồi, ok. Nhấn số 2 về cấp độ cạnh bằng A, tôi sẽ ép cái anh này về đây, đúng nè. Và tôi nhấn số 2 chọn cấp độ nút, tôi chọn cấp độ nút rồi. Xin lỗi, nhấn số 1 chọn cái độ nút luôn nè, tôi chọn nút này nè, kéo lên đây. Tôi lại chọn hết những nút này kéo lên đó. Nhiều khi bạn không biết, bạn dồn hết nút vô chỗ thì nó cái cấu trúc hình rồi nó không hay. Ở đây là cần phải có một cái đường nữa, xíu tôi quay lại chỉnh sao bằng hang, giờ tôi đi tiếp nó nhanh. Đúng không? Quay lại cạnh nè, chứ tôi cần trẻ đây thì trẻ thôi. Tôi đi tiếp cho nó xong rồi, nhấn shift nha, tôi kéo tới đây luôn bạn nha. Rồi lúc này tôi quay lại cấp độ nút bạn ha. Và tôi chọn hết những nút này, tôi scale lại các bạn à. Tôi scale lại. Đó. Và tôi nhấn W là quay lại bộ di chuyển, kéo này lên. Đó, thì hôm nay như vậy ha. Không biết có sai sót gì không, nếu không sai sót gì thì chiếc bay ra đẹp luôn nè. Tuy nhiên có những sai sót mà mình nhiều khi quay lại mình mới thấy ha. À, tới đây thì tôi
đang suy nghĩ là cái đuôi máy bay nó tới đây nó như nào. Tôi giữ ship và cứ biên tiếp một đoạn đi là tính ha. Tôi dùng cụ scale và ha, kéo cho nó nhỏ lại xíu ha. Nhấn nút lưu quay lại cụ di chuyển thì kéo lên cao. Ok rồi. Tôi quyết định là đang coi không biết là cái đường này nó bo tới đây, cái này tới đây thôi ha, còn cái phần này có thể là cái bộ phận khác gì đó, cái cánh hay gì đó ha. Rồi bây giờ chúng ta chọn cái hình này, nhấn chúng ta quay lại giải quyết cái chỗ này. Nãy có nói với bạn là cái bụng này nó bị thiếu một cái cạnh thì chúng ta xử lý như sau. Ta chọn cái độ cạnh này nè, chúng ta connect nó bạn ơi, chúng ta connect nó. Connect là gì? Connect là nó chia cái đoạn nó ra, thì nó muốn mà hỏi mình mấy thì trong đây tôi cần một đường tôi apply luôn. Tại sao mình cần cái đường này bạn? Tại vì mình quay lại cái độ nút này. Tại vì mình cần cái chỗ này nè, nó phải bự ra xíu đúng không ạ? Cho nên tôi quay lại cấp độ này, tôi cho nó bự ra xíu. Phải dùng cụ di chuyển kéo nó xuống, nó không kéo nó nhô lên cho đó. Thì chỗ này nó mới bầu bệnh, nó mới theo cái dáng dấp của người ta tạo ban đầu bạn nha. Rồi xong. Tới đây tôi nhớ internet ít các bạn. Để bật tốc độ trong suốt lên và tôi chọn cái màu cho nó dễ chịu, ví dụ màu xám thì được rồi nha. Lúc này ở mặt phối cảnh của chiếc máy bay này thì mới phát hiện là nãy giờ là nó bị sai. Tức là chúng ta đang mải mê dựng nhìn mặt lép mà chúng ta không nhìn mặt gì, mặt tốt đúng không bạn, cho nên nó bị dẹp lép. Bây giờ chúng ta phải chỉnh lại một cách mệt mỏi nha, vô vào test tiếp đúng không. Tôi quay lại cái độ tốt này đó, nãy quên nhìn đây nè, còn thấy không, tai hại không sao, bây giờ chỉnh tiếp thôi, nhờ vậy có việc làm đúng không. Cảm chỗ này bạn scale đúng không, cái ép này ra ngoài đâu nữa, đây đúng không, à ép ra ngoài. Nếu cần chúng mình sẽ phân đây một cái đoạn nữa để mình làm đó, vậy thôi có gì đâu đúng nè. Đây đó, thì bạn thấy trên mặt tốt lúc này nó sẽ trên đỉnh nhìn xuống thì nó sẽ chiếc máy bay mình nó bầu bỉnh đẹp đúng không. Nhưng mà cái mặt tốt với cái mặt gì một lên nó mình cắt nó không có bằng nhau bạn, cho nên nó ló ra một chút đúng không, cảm giác ló ra chứ không sao, thì mình mô phỏng thôi đó, tạm thời như vậy. Thì lúc này ở mặt bờ bất ti rồi bạn ơi, nhìn chiếc máy bay mình chắc là không tệ lắm à, đúng là giống cá mập đó. Hay quá ha, có lý đúng không bạn đó. Thì nãy giờ làm muốn sặc máu được như đó đó. Sau này bạn áp tục bô mút mét mút rồi vô thì nó sẽ có dùng tục bốn mốt đi ha, gần như nhau. Ở đây mình thấy cái vai nó sẽ nhẵn, áp đỡ rồi ha. Tôi tắt mắt đi, nó không có hiệu quả ở đây. Để cho bạn hiểu là cái mô hình như vậy đúng nè. Rồi đi về mặt cơ bản là chúng ta đã dựng xong cái phần này. Bây giờ tôi sẽ đi phần cánh. Phần cánh thì chúng ta dựa vào mặt tốt rất nhiều. Thì có hai cách làm. Cách nhất là chúng ta lấy từ chiếc máy bay chúng ta đi luôn. Chúng ta nên bật cạnh lên mà chúng ta lấy từ máy bay làm luôn. Nhưng mà theo tôi ở mức độ phức tạp này thì chúng ta nên dễ ghép ha, chúng ta dễ ghép một cái miếng khác vô cho nó dễ ha. Chứ bạn nên dễ ghép ngay trong trường hợp này. Tôi dùng một tấm len nha bạn. Tấm len thì ai cũng biết nó là một cái tấm nó phẳng và nó có mỏng lét thôi ha. Vẽ trực tiếp vô đây bằng. Mục đích của tôi là tôi chỉ muốn làm cái cánh bằng ở chỗ này nè, đúng chưa. Rồi vậy để nhìn cho rõ nó không bị khuất bị che gì đó các bạn, thì qua mặt này tôi kéo lên trên nè, nó nằm lên khỏi cái mặt này là được đúng không, là con nhìn thấy rõ rồi đó. Thì bây giờ bạn thấy là bạn cần phải bật FA lên và cho nó trong suốt để mình làm được. Thì trong trường hợp là tôi nhớ internet ít cho nó trong, bạn thấy rất là đơn giản luôn nè. Tôi bẻ gãy nó luôn bạn ơi, tôi dùng Blend cũng là đối tượng 3D cho nên mình phải edit poly nó nha. Lúc này tôi nhấn số 1 quay là cấp độ nút à, cấp độ nút rồi nè, là tôi có công tắc là số 1 nó đi nó lại à, mới qua rồi, cho bạn quen từ từ tôi ép cái máy bay về tới đây ha à, cái cánh này tôi nghĩ là đi tới đây thôi, còn cái phần phụ đó mình chút mình coi mặt kia đó là cái gì à, tôi nghĩ cái cấu trúc tới đây thôi, cái miếng này chẳng biết là cái gì, xíu mình coi mặt khác ha à. Đó thì cái cánh này nó đúng ra là nó phải tới đâu,
nhìn nổi không? Tới đây à? Có tới đây đó bạn. Tới đó ít quá. Tới đây đi ha. Có nghĩa là cái bộ phận cánh này ở trên nhìn xuống nó có những cái gì đó ha. Những cái gì mà vuông 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 phía bên hông á. Thì tôi tạm thời ha, tạm thời để nó ở chỗ này. Tại tôi thấy đây đó nè, thấy không? Đó. Rồi vậy đi ha, rồi mình sẽ qua mặt khác mình nhìn. Đó thì mình nhìn coi. Nếu mà nhìn kỹ ra thì nó tới đây à. Thật ra nó tới đây luôn, nhưng mà do nó có một cái phần lõm xuống, đúng không? Nó có một phần lõm xuống thì chắc hơi khó cho mình đó ha. Thì mình cứ làm, nếu vậy thì mình cứ làm cho nó ra ngoài luôn. Tôi sẽ kéo cái này là bạn ra tới đây luôn. Rồi tôi phân bố lưới lại sao, đúng không nào? Thì đây, nhìn tiếp nữa bạn. Tôi nhớ là W cho bự lên đó. Tại cấp độ cạnh tôi chọn hết những cạnh này. Tôi cần nét nó để tôi giải quyết cái chỗ này nè. Tôi thấy đây nó có một cái ngấn các bạn ha, thì tôi lướt phải cần nét nó đi. Cần nét nghĩa là gì? Để nó chia cái những cái đỏ ra. Đó, thấy chưa? Thì đây nó hỏi mình chia mấy thì tôi chia hai. Nếu tôi cần hai cái đoạn này tôi apply một cái. Tôi cần hai nha. Tùy hết, ví dụ giả sử thôi, tôi kéo cái này về phía này. Tôi kéo cái này về phía này để tôi khắc cái ngấn máy bay, đúng không nè. À, khắc cái cánh nó có những cái phân đoạn khác nhau. Chứ nó không thể xung đột từ trên dưới được, đúng không? Chúng nó có chỗ dày chỗ mỏng gì đó thì bạn thấy là không định hình được nó. Nhờ qua cái đường này, đúng không nè. Rồi, tiếp tục. Thật ra là mình nhìn không ra cái hình, còn ra hình mình làm cái một thôi. Tôi nghĩ là bên thao bên thấp tôi cố gắng làm cái đó ha. Rồi tiếp tục này bạn coi. Lúc này để cho tấm len nó dày lên thì chúng ta có nhiều cách. Chúng ta có nhiều cách. Do mình kéo cao lên đúng không bạn? Rồi. Tôi sẽ cho tấm len dày lên ha, tôi nhớ là tầng nét ít đúng không bạn? Sau đó mình dùng extrude hoặc là cell đều được hết. Trong trường hợp này tôi dùng polygon và chọn cái này à, cái màu này có vẻ khó chịu quá, nó lồm nó liếm đúng không, trở về màu xám đơn giản thôi đó. Và cấp độ này còn lại, nếu mà cánh nằm xung đột nó vậy đó, tôi chọn cấp độ poly nha các bạn. Tôi chọn mặt này nè, nhấn control chọn mặt này, ba mặt chúng ta lướt phải luôn là đi qua đây cũng được, chọn extrude nè đó. Thì tôi đẩy lên một cái độ dày rất là ít thôi, án chừng thôi chứ còn chẳng biết là ha, đúng không? Ví dụ như đây đi ha, tôi apply. Rồi, quay lên cấp độ cạnh. Hơi khó đó với bạn đó, đúng không? Họ làm rất là mệt đó. Chọn cạnh biên này, sau đó tôi chỉ dùng chức năng chọn cho nó nhanh đó bạn. Thì tôi dùng Green nữa. Green thì nó sẽ chọn mặt bên kia luôn. Rồi tôi lướt một cái thì nó sẽ chọn vậy, đúng không? Nghĩa là tôi đang ý đồ, tôi đang muốn chọn những cái cạnh xung quanh đó, à, tôi dùng green với lúp là tôi chọn được như vậy bạn nha. Ok rồi, tôi sẽ dùng gì ta, chamfer đi ha, chamfer ít thôi, chủ yếu là nó dằn cái lưới lại, chủ yếu là nó dằn cái lưới lại thôi. Rồi ok, tạm thời vậy nha, apply đơn giản thôi, đúng nè. Thì cái cạnh đó bạn thấy nó rất là đẹp đó, đúng không ạ? Tiếp tục tôi muốn dằn cái giữa một lưới nữa, hơi căng này nha. Tôi chọn một cạnh, mời bạn coi, chọn cái này, tôi chọn cạnh, chọn một cạnh thôi. Đó, tôi hớt chọn những cái cạnh còn lại này nè, thì chúng ta sẽ dùng cái nào ta, dùng rim được không đó, thì nó chặn hết những cạnh này lại. Rồi bây giờ tôi connect nó bạn ha. Thì ngoài cách lướt phải ra thì bạn có thể tìm ở đây nè, connect đâu đây, đúng không? Lo tôi đổi cái này cái kia để cho bạn có một cái basic, một cái cơ bản, đúng không ạ? À, nếu tôi dằn một cái lưới giữa thì cho bên cao bên thấp này là cũng được, dằn hai lưới đi ha. Nói chung là mình nhìn hình không ra thì mình tự định hình thôi. Thì tại đây bạn ha, tôi cho cái cạnh này nè, nó cao lên. Giờ tôi chọn nó xong, tôi sẽ chọn hết những cái còn lại bằng cách dùng lúp thôi, đúng không? Rồi tôi dở lên nè. Ý đồ của tôi là muốn cho cái cánh cái chỗ đó nó có một cái độ mập, độ nói chung là hơi lố xuống xíu đi đó.
có một cái độ dày mỏng khác nhau đúng không? Tương tự tôi chọn chỗ này tôi lứt nó một cái mà nhưng tôi dở lên thì dở ít hơn so với người kia thôi. Các bạn nhìn đây nè, ông thấy đúng nè, đó rồi vậy thôi đó. Bây giờ chuyến máy bay thì chúng ta làm đây, còn rất tiếc là tôi nhìn cái này nó ra nè, cái vuông là gì nhìn ra thì mình sẽ dễ được, mình chắc mình không có làm cho lĩnh vực máy bay đó. Rồi cái bạn đậu ăn đó tiếp tục ở đây nó có những cái gì đó, mấy cái gì, cái quả gì bóng bóng đèn hả, những cái quả tiện đó, quả tiêu gì đây là đúng không đó. Thì chúng ta sẽ vẽ một cái rồi sau đó gắn vô cánh nha, để dưới cánh nó bị nó nằm dưới đây nè đúng không. Bây giờ tại mặt trong trường này, tại mặt mặt lên đấy bạn, tại mặt lên đấy bạn ha, tôi sẽ đi vẽ cái quả tiêu lên sao mà tôi chẳng biết gì, cái từ gì trong cái bài đúng nè. Thì tôi dùng cái like này để vẽ bằng tôi đi thí nghiệm thử nha. Nó hình như đầu là nó là tròn thì chắc là mình vẽ ra te đi chứ, thì nhưng mà gạo dáng nó là sao đây, gạo dáng là kiểu gì đây con, chứ không thì mình dùng cái spe để mình chỉnh này cho nó nhanh chứ dùng lựng này kia không có công. Thôi tôi dùng cái spe các bạn ha, dùng cái spe hoặc là nó có một cái stand đi bạn nó không xài nè. Thì stand nó nghĩa là nó phát hiện thêm, nó có một cái bóp nhưng mà nó là nó cho vặn cạnh che cái kem thôi, cylinder cũng được nè, cái đó là những cái rất hay để đỡ phải ngồi nắm hình không thì anh vẽ tự vòng quanh nha. Rồi rồi nhìn nè, tôi vừa vẽ xong rồi đưa cái vô cylinder như thế này vậy. Tuy nhiên cái đầu là mình luôn thì mình phải sai sai mình sẽ làm sao cho
các bạn thì sắp sau làm cũng làm tại tại là tạm thời tạm thời một cái đoạn này đoạn này đúng không, là hiện lên một xíu nha nha, lên một xíu ha. Rồi sẽ thì sẽ dùng scale dẹp các bạn xứng một đối tượng. Đầu tiên chúng ta chọn vào phả hệ Hiachi, sau đó chọn vào affect my body, dời tâm nó về cái chỗ mình cần đối xứng. Giả sử chúng chọn này là chỗ này đúng không, đấy rồi sau đó tôi tắt cái đó đi, tắt cái affect my body đi, tâm nó đã được dời rồi. Tôi dùng chức năng micro qua thì bạn thấy là nó chưa đúng chục, tôi chọn chục chọn chọn chữ copy đi mà chọn chục y đi thì nó ra đúng y chang đúng không, ok rồi xong. Mời bạn coi là sơ khởi là chúng ta đã model được cái máy bay tới đây đúng không, tạm thời chấp nhận được thôi ha. Đẹp xấu gì do đúng sai tôi không dám nói, là giúp cho bao người học có một cái cơ bản vậy là ok. Tôi in hai những cái tác phẩm hồi nãy là tiếp tục là model cái đuôi mà đội đuôi qua trước đuôi, đuôi tôi làm cái này trước nè à, thì để làm cái đó thì tại mặt gì ta, mặt lên lập tức bạn dùng cái len liền, bạn suy nghĩ gì cả bạn nên dùng cái tấm len này nè nha, bạn vẽ ra
sau đó lập tức bạn nhấn Alt+X cho nó trong suốt để bạn chỉnh. Nhưng mà tôi phát hiện là nó bị ẩn đi rồi, để nó bị nằm sau một cái đối tượng nào đó. Ở đây thì tôi mới qua BT tôi chỉnh nè. Chỉnh cái gì? Tôi chỉnh nó về phía trước chút xíu mà. Đó, để tôi thấy được nó thôi chứ không có gì. Bây giờ tôi đã thấy rồi đó. Chúng ta vào có một cách nữa là chúng ta áp edit poly vô. Tôi đổi cách đủ thứ, tôi đổi cách đủ thứ để nhiều khi các bạn biết thêm được, chứ không phải là cách nào đúng cách nào sai á. Thấy gì tôi cần vợt á, thì tôi không cần vợt á, áp edit poly tôi vẫn chỉnh nút được nào, thấy chưa? Đó thì đôi khi bạn cũng phải hiểu biết thêm nha. Mục đích của tôi là giúp cho người học nắm được cái cách thức, chứ còn ở đây chúng ta không quan trọng cái chuyện là máy bay này nó thế này thế kia gì cả. Rồi ok các bạn, tôi đã có vừa cái tấm này, tuy nhiên là bạn cũng hiểu nó là rất là mỏng đúng không nè. Vì lúc này mình mạnh dạn kéo nó vô đây suy nghĩ gì nữa đúng không? Lên mặt tốt kiểm tra lại nó nằm ở giữa không? À, tương đối ha. Rồi lúc này tôi sẽ nhấn Alt+X để bỏ đi chế độ trong suốt để mình thấy rõ. Thấy rõ làm chi để mình làm tiếp đúng nào. Vậy nó rất là mỏng các bạn, thì bạn mạnh dạn áp một cái poly. Hồi nãy tôi ép trước thì bây giờ tôi không ép trước nữa, tôi dùng chức năng cell. Tôi lại đổi cách khác, tôi dùng chức năng cell. Cell cũng là làm dày lên các bạn nha. Thì đây nó cell nó đang out in rồi, out nó đang là một out in cái thôi đúng không? Tăng lên xíu đi đó, phải nó dày mỏng tùy bạn ha. Giả sử nó là ước lượng nó là như vậy ha. Thì lúc này tôi sẽ thỉnh thoảng tôi nhấn cái nên dép nó nhầm những cái phím gì mà nó cứ ra cái zoom nó hoài ha. Rồi tôi lên mặt tốt coi kỹ lên cái mà phóng to lên thì tôi mới phát hiện là cái gì, cái đuôi này nè, nếu nhìn mặt tốt sao nó tới đây, nó tới đây là bởi vì đúng không, bởi vì này đúng rồi, nhưng mà nhìn trên tốt xuống thì thấy nó dư à. Dạ đúng rồi, đúng nè. Ok, lúc này chúng ta thấy là ở đây nó có một cái khắc gì đó không biết, nhưng tôi nghĩ nó là những cái độ dày mỏng khác nhau. Để tạo độ này và móng nhau trong cái đối tượng như thế này thì chúng ta lại tiếp tục quay lại cái cấp độ gọi là cạnh các bạn. Chúng ta có thể làm được điều đó. Hai chọn nè. Tôi chọn hết cạnh rồi, tôi lít phải cần nét cho nó nhanh. Thì giả sử tôi cần 2 đi ha, tôi cần nét 2 thôi, nhiều chi. 2. Lúc này tại mặt rim như các bạn, Alt+X đứt liêu cho nó nhỏ lại đây. Lúc này phải nhớ là nó ít rồi để cho nó trông mới được mà làm đúng không? Tôi mới kéo nút này lên đây nè các bạn, hiểu không? Rất là tôi sẽ khắc nó, đây cũng con cái, dưới con cái chẳng biết làm đây được rồi đó. Có nút này là tôi thấy nó nằm đây là sai, tôi mới kéo lên đây nè. Chơi hai cái nút này luôn, lên cao xíu, kéo cái nút này qua đây xíu. Ok rồi, bây giờ tôi lại tiếp tục chọn cấp độ cạnh bà ha. Tôi chọn cạnh và tôi chọn green hay lớp đây green thì nó chọn hết những cạnh còn lại rồi. Lúc này mình phải cần nét tiếp bạn ơi, đó tôi chia làm 3 rồi apply nó luôn đó, quá chuẩn đúng chưa. Lúc này tôi chọn poly để tôi chọn cái này, tôi cho nó vô xíu thôi để con coi tôi model chỗ này nè nha. Thì thật ra thì mình làm theo phán đoán theo ý đồ của mình thôi, ai tài nét ít nó trở lại bình thường. Đức phải giấu toàn bộ bạn ha. Đây ý đồ của tôi là vậy, tôi chọn chỗ này cho dày ra bằng mỏng lại, bạn thích sao thì làm vậy. Tôi bây giờ để đi tiếp cho nó đúng á, tôi đức phải cần vợt sang poly luôn. Tại cấp độ poly nè, tôi chọn nè, đó cho nó thấy rõ đúng không. Thì tôi chọn hai cái này cho dày lên ha, mình xơi qua mặt bên hông luôn mặt cái này phía trên đúng không. Ok rồi, hai phần đó tôi cho mỏng lại một dày lên, chắc cho mỏng lại đi bạn ơi, cái trước nè. Chứ cánh mà dày cái gì đúng không, cho mỏng đi. Tại mình thấy nó có cái ngấn đúng không, hay là bỏ đi. Tôi dùng bevel nha các bạn,
rồi apply. Đúng rồi, tôi chọn cấp độ vật test bà ha, tôi chọn nút này, nút này, nhấn control chọn thêm nút bà ha. Qua kia cũng vậy, nhấn control chọn thêm nút, nhấn control chọn thêm nút, đúng không? Scale bà ơi, mục đích là cho cái chỗ đó nó dẹt bớt ha. Xong lúc này tôi lướt phải in hai on xong, và chúng ta cũng không ngại cho một cái màu giống nhau toàn bộ. Ok rồi, giờ tôi ra được cái cánh sau rồi, ngon ha, ngon ha, quậy quá thì quậy. Ok cánh sau rồi, ok các bạn. Rồi trong bài này thì tôi mới phát hiện là mặt bên lớp này nó có những cái ô vuông 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 đúng không? Thì có lẽ là chúng ta sẽ quay lại đây tắt một bộ mút đi và chúng ta lấy những cái ô ở đây nè. À, thì tôi làm đại khái vài ô thôi. Chứ còn nó như thế này chắc lẽ là do cái màu sơn thôi đúng không? Làm những ô vuông chính vậy thôi ha. Rồi nhìn. Đầu tiên để làm được chuyện đó thì tôi ở cấp độ cạnh các bạn, tôi chọn cạnh nè. Cái nét đó các bạn ơi. Cái nét đó các bạn, cái nét làm 2 ô, 3 ô. Rồi đủ rồi, 3 ô đi. Chúng ta mô phỏng thôi à, chúng ta không cần phải điếm đúng ô giống bên kia à, tôi chọn một cái ô, nhấn control chọn thêm một ô nữa, tôi làm 2 ô thôi nha. Rồi tôi dùng máy vồn nha các bạn, cho nó âm vô xíu. Đó, đi ra nè, đi vô nè, đúng không? Còn cái này nhiều hay ít, apply đúng không? Qua bên kia cánh dừng quá nhiều, cần đánh dứt ngoài lại. À, tôi nghĩ là chúng ta nên là bevel đi ha. Nó còn nhiều quá, mình cho một con số thì ví dụ như 8 đi đúng không? Áp lại cái này dương hả, chúng ta bay vào âm mà, âm 8 đúng không? Ok các bạn. Rồi chúng ta qua bên kia làm giống vậy nha, hai ô. Chọn ô này, nhấn control chọn ô này. Bevel. Làm ít thôi, à, cũng 88 ok. Rồi thì nó sẽ giống nhau thôi, đúng nè. Đó, nó cũng có ô giống người ta đúng không? Chúng ta không thể ngồi mà khoét từ từ như vậy, banh chiếc máy bay luôn đúng không? Rồi ok. Ok các bạn, rồi. Vậy là cái lắp về máy bay tôi đã làm xong. Tuy nhiên còn cái phần chất liệu đồ là chắc mình là làm một cái buổi khác, chứ còn về là dài lắm rồi. Hai selection các bạn để chiêm ngưỡng tác phẩm kinh khủng của mình nè. Đúng nè. Ồ tôi phát hiện là cái này nó cái lưới nó không được hay lắm nha. Thì tôi quay lại tôi chỉnh như sao, mời các bạn coi. Ê tôi chọn cấp độ cạnh nha bạn ha, tôi chọn những cạnh như sao nè. Gái nhìn thấy lắc đầu luôn con. Thấy không, thấy tức là thấy nhiều quá mệt phải không, nghiệp con quá. Rồi cứ chọn poly nha bạn, chọn trước hai mặt rồi nha, nhấn control chọn hai này, mình sẽ đi extrude hoặc là bevel cái nữa đi, chọn mình tạo cái lưới lại cho nó mặt ha, thì nó âm 8 nó nhiều quá đi, cho nên tôi cho chút xíu thôi, và cái này cho ít thôi đó, có cái lưới dằn lại. Ở ngoài đây mình muốn cho nó được cái sụm á, apply nó cái đi ha. Thì tôi chọn hết những cái này nè, ấy cạnh cạnh xin lỗi cạnh nha, cạnh cạnh này nè, tôi làm thử cái mà coi, những cạnh tròn cạnh này nè, hai nè, em thấy nó sụm vô nó ghê không đó. Đó đây cũng vậy nè, chọn hết những cạnh này đi làm đúng không, qua kia làm sao ha. Thì bạn thấy là tôi sẽ dùng chức năng extrude bỏ chamfer, chamfer được không?
trên phơi chi bằng mục đích là để tôi dằn cái lưới lại. Tôi dằn cái lưới lại mời bạn coi kết quả nè. Tôi quay lại tục cua mối còn nhìn. Không vừa lắm ha. Không vừa lắm bạn. Mình muốn cho nó khắc vuông như này à, nó bị sụm bây giờ chính giữa này nó không có. Hiểu không? Nó sụm bây giờ chính giữa này nó không có. Thì mình phải cắt thêm. Cắt thêm ra ha. Mày không nhìn kết quả là đó, nó sụm rồi. Đúng không? Cắt thêm. Ở đây nó có một chức năng là đây là cạnh đúng không? Khách nè, thử ha, bạn cắt đi đây một cái, bạn cắt đây một cái, bạn trở lại trong cục của mút coi, thấy nó mới đỡ hơn đúng không? Cạnh nè, cắt cái đâu này vậy? Thôi vậy cũng được rồi, chạy lưới hoài tội nghiệp bạn quá ha. Chạy lưới là nó rất là cực đúng không nào. Muốn dằn lại thì mình dùng một cái cạnh đây là dằn nó lại đúng không, ví dụ cạnh nét nè, thì tôi chỉ cần một cái thôi là tôi dằn lại các bạn, áp lại nó, tôi kéo nó vô sát đi, cảm giác một hồi đi. Tôi cắt lại cho bạn coi nha. Cái nét nè. Bạn để ý chỗ này nha. Tôi dùng slide tôi trượt nó vô đây nè. Cho dằn nó lại. Khi bạn trở lại tục bố mút thì bạn thấy nó đẹp chỗ đó nè. Chỗ này đẹp nè, thấy không? Còn những chỗ khác chưa đẹp, mình giải quyết tiếp. Ha, ví dụ. Ở đây bạn. Khó, không dễ đâu. Chỗ này nè. Tôi connect lúc này tôi connect hai cái luôn nha. Ở lúc này tôi chọn hai cái, dằn hai cái này, nhưng mà cái slide này trượt như thế nào đây, trượt như thế nào để đi về hai đầu đó, bạn thấy tôi dằn hai lưới chỗ này là đó đúng không, thì apply vô thì bạn quay lại tôi cũng muốn thấy là chỗ này giải quyết được này, thấy không? Thì lưới là nó này đã gọi là lavoli, là tính rất là cực ha, để làm được cái chuyện này là rất là cực các bạn ha. Thì có thể bạn bỏ bớt chi tiết là khoét lỗ đi nha, cho nó tôi lỡ làm tới đây tôi ráng làm thêm xíu nữa connect. Tính toán lưới thì cực lắm mà, ai cũng biết điều đó ha. Tôi tăng lên apply, kiểm tra tuần mút, thấy là chỗ này đẹp đúng không, chỗ này đẹp đúng không, nhưng mà mặt trên chưa đúng không, quay lại cạnh rồi tôi chọn một cái cạnh ở chỗ này các bạn ha. Chúng ta sẽ can thiệp lúc cho nó dứt. Green đi đó, riêng thì tôi thấy nó chọn được có hai cái chỗ này thôi, tôi đang muốn dằn một cái lưới chỗ này nữa, bạn hiểu không? Thôi vậy đi ha, trẻ kịp quá. Được rồi, tạm thời chấp nhận cái có thể bạn bỏ đi chi tiết này, tại nó có chi tiết này nó cũng không làm máy bay đẹp hơn bạn ha. Tôi nghĩ vậy đi ha, để giải quyết cái lắp cái lỗi này tôi chọn auto grip dễ một cái bóp nha. Thôi chen vô bóp đi nha bạn, chen vô bóp nha, còn giải quyết như thế này cho tôi còn dễ dính ra luôn đó đúng không, lắp cái này lại đi đúng chưa, cứ đi sau đó các bạn sẽ thấy nó ăn vô không hết đúng không, không được, cái này là không được. Thôi được rồi, chiếc máy bay bạn dừng lại đây nha, bạn dễ cho tôi tới đây nha. Nói lại là hai chi tiết là lỗ này bạn có thể bỏ bớt đi ha, không dễ lỗ này nha bạn nha, tại cái này tính toán lưới rất là cực đúng không nè. Rồi vậy là cái mô hình máy bay tạm thời chấp nhận là như thế này đúng không, sau này bạn làm xong có thể cho nó bay này, cho nó bay vòng vòng bầu trời lum la cũng được, nhưng mà mình phải model được cái đã, được chưa?
Rồi tôi xe máy bay lại ha. Control F. Bản tôi cũng không vừa ý cái máy bay tôi vừa vẽ mà ha. Còn do thời gian gấp rút thì thôi mình chỉ làm vậy thôi. Rồi tôi đặt cái tên bài này là máy bay, đúng không nào? Xe lại ha. Đặt ở đây. Đặt top đi. Rồi clip này tôi dừng lại nha các bạn.